Sau đây là phần 2 của bản tin thế giới. Thưa quý vị, kể từ khi leo lên mốc cao kỷ lục trong lịch sử 1.923 đô la một ounce vào tháng 9 năm 2011, giá vàng đã rơi vào giai đoạn đầy biến động và đang trong xu thế giảm. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng giá vàng có thể quay đầu phục hồi vào năm sau. So với mức đỉnh điểm xác lập vào tháng 9 năm 2011, giá vàng hiện tại đã giảm 40% và không có dự báo tăng từ đây đến cuối năm. Đồng đô la mạnh lên càng làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Hiện giá vàng vào khoảng 1.150 đô la một ounce. Tuy nhiên, theo chuyên gia George Zero của RBC Capital Markets, giá vàng có thể phục hồi vào năm 2015. Chuyên gia này cho rằng giá vàng gắn bó mật thiết với tâm lý của giới đầu tư về kỳ vọng lạm phát. Thời gian qua, lạm phát đã không đạt mục tiêu. Nhưng chính phủ các nước và khu vực đã có những biện pháp mạnh tay để nâng mức lạm phát, chẳng hạn như gói hỗ trợ thị trường của EU, Nhật Bản và biện pháp hạ lãi suất của Trung Quốc. Theo chuyên gia Zero, giá vàng trong năm sau có thể vào khoảng 1.300 đến 1.400 đô la. Trước đó, vào tháng 12 năm 2013, Zero đã từng dự báo giá vàng có thể tăng vượt mức 1.300 đô la vào quý đầu năm 2014. Kết quả là khi kết thúc tháng 3, giá vàng tiến sát mốc 1.400 đô la. Theo một khảo sát mới nhất, phần lớn người dân Mỹ nói rằng họ muốn dành nhiều thời gian cho gia đình thay vì lang thang ở các trung tâm mua sắm. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem liệu điều này có làm các nhà bán lẻ lo lắng trong khi trước đó họ đều rất phấn khởi chờ đón mùa mua sắm cuối năm. Trước thềm mua sắm cuối năm đang đến gần, thị trường càng quan tâm đến số phận của các nhà bán lẻ tại Mỹ. Một khảo sát mới đây cho thấy 67% những người được hỏi đều cho rằng họ muốn dành thời gian cho gia đình thay vì đến mua sắm tại các cửa hàng. Trong khi đó, chỉ có 48% người tiêu dùng có kế hoạch mua sắm vào ngày Black Friday, giảm 5% so với năm ngoái. Thực tế là 41% nói rằng họ không mua sắm nhiều vào ngày Black Friday hay Cyber Monday như trước đây họ đã từng làm, và cũng nhiều người tiêu dùng nói rằng các ưu đãi của Black Friday không còn hấp dẫn như trước. Mặc dù vậy, vào những ngày mua sắm, khoảng 40% người tiêu dùng sẽ đến trước 6 giờ sáng và mua sắm nhiều hơn họ dự tính. Thông thường, chi tiêu cho ngày mua sắm cuối tuần sẽ rơi vào khoảng 295 đô la. Nhà phân tích bán lẻ tại trung tâm Deloitte cho biết, tôi nghĩ năm nay người tiêu dùng rất lạc quan về việc chi tiêu, ít nhất là trong mùa lễ. Có rất nhiều yếu tố hỗ trợ như giá xăng giảm. Nói chung là người tiêu dùng đang có một cái nhìn rất tích cực. Thưa quý vị, trong một cuộc họp diễn ra hồi đầu tuần tại Berlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết lệnh trừng phạt dành cho Nga là không thể tránh khỏi và nên tiếp tục duy trì. Phát biểu trong cuộc họp giữa các đại diện doanh nghiệp gia đình châu Âu, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết sẽ tiếp tục gánh chịu lệnh trừng phạt vì đã không thể hiện thiện chí trong việc giải quyết khủng hoảng giữa Nga và Ukraine. Các biện pháp trừng phạt là không thể tránh khỏi, nhưng tôi cũng biết rằng kinh tế châu Âu, bao gồm cả kinh tế Đức, cũng đã bị ảnh hưởng. Thủ tướng đã đưa ra ý kiến sau khi một quan chức cấp cao của Nga nói rằng thông báo trưng cầu ý kiến của các thành viên NATO sẽ làm gia tăng thêm căng thẳng trong khu vực. Đã có hai đợt trừng phạt Nga tính đến nay. Đợt đầu tiên, phương Tây áp lệnh trừng phạt là cấm thị thực và phong tỏa tài sản của nhiều quan chức và công ty Nga sau khi Nga sáp nhập Crimea vào giữa tháng 3 và sau đợt đảo chính ở Ukraine vào tháng 2 năm nay. Đợt trừng phạt lần thứ hai được tiến hành theo ngành nghề, được công bố vào cuối tháng 7. Nga cũng đã trả đũa lại bằng việc tiến hành áp đặt một lệnh cấm nhập khẩu một năm các mặt hàng thịt bò, thịt lợn, thịt gia cầm, cá, phô mai, rau quả và sản phẩm sữa từ Australia, Canada, EU, Mỹ và Na Uy bắt đầu từ ngày 6 tháng 8. Phát biểu trong cuộc họp với chủ nợ Troika, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp nói rằng nước này sẽ tiếp tục tăng trưởng thông qua củng cố tài chính. Đồng thời, ông cũng hy vọng các bên sẽ có thể thống nhất ý kiến về việc nới lỏng chính sách thắt lưng buộc bụng mà Hy Lạp đã sống cùng trong suốt 5 năm qua. Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp ông Jikas Haidouvilis vừa có cuộc họp ba bên với các thanh tra của EU và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF để bàn về việc nới lỏng gói cứu trợ tài chính, vốn bị đình trệ vì những bất đồng về mức thâm hụt ngân sách dự kiến trong năm sau. Phải có một giải pháp đáp ứng được yêu cầu của tất cả các bên. Tôi hy vọng chúng ta có thể thống nhất ý kiến. Ông Haidouvilis nói rằng Hy Lạp vẫn sẽ tiếp tục tăng trưởng nếu củng cố tài chính và cải cách. Cái vấn đề rất đa dạng, mục đích là để nền kinh tế Hy Lạp có thể tiếp tục tăng trưởng nhờ vào củng cố tài chính và cải cách cơ cấu. Trước đó, chính phủ Hy Lạp hy vọng có thể chấm dứt gói cứu trợ vào cuối năm nay, tức trước thời hạn một năm. Tuy nhiên, IMF và EU đều cho rằng Hy Lạp nên cắt giảm thêm chi tiêu trong năm 2015. Đối lập với ý kiến của các chủ nợ, phía Hy Lạp cho rằng làm vậy chỉ làm gia tăng thêm áp lực cho người dân, vốn đã quá mệt mỏi vì những chính sách thắt lưng buộc bụng mà họ sống cùng trong 5 năm qua. Trong đánh xuôi càng thổi ngược, Hy Lạp và các chủ nợ vẫn chưa thể thống nhất, trong khi cuộc họp Bộ trưởng Tài chính Eurozone lại đang đến rất gần.
Thưa quý vị, trong một nỗ lực chống lạm phát, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã tuyên bố phát động một chương trình mang tên Giáng sinh vui vẻ, giảm giá tất cả các thiết bị điện tử trong mùa mua sắm cuối năm nhằm kích cầu tiêu dùng. Hàng trăm người đã xếp hàng dài trước cửa hàng điện tử tại trung tâm thành phố Caracas sau khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố phát động chiến dịch giảm giá các mặt hàng điện tử cho người dân. Bên ngoài cửa hàng Daca, mọi người đang chờ đợi để được đem về nhà những món đồ gia dụng mới. Chính quyền thành phố đã bố trí lực lượng đến các cửa hàng nhằm đảm bảo an ninh cho đám đông đang chờ đến lượt mình mua sắm. Thông qua chiến dịch, Tổng thống Maduro hy vọng phần nào kiểm soát được lạm phát đang ở mức 63%, đồng thời cứu vãn lại mức tín nhiệm đang giảm của mình. Chiến lược kiểm soát giá của chính phủ đã khởi động mùa mua sắm hồi đầu tháng này, với nhiều đơn đặt hàng cho thấy các doanh nghiệp đã giảm giá và cảnh báo rằng các doanh nghiệp không được tính lời quá 30% trên mỗi sản phẩm. Mặc dù đã tuyên bố giảm giá, nhưng hành động của Tổng thống vẫn gây ra một vài hoài nghi. Có rất nhiều suy đoán và một người không thể nói người ta mua được giá rẻ nhờ chính phủ. Chính phủ là người đã gây ra mọi chuyện và tất cả những gì chúng ta có thể làm là chờ đợi xem mình có đủ may mắn để mua hàng giảm giá hay không. Bên ngoài cửa hàng, các khách hàng yêu cầu được ghi tên vào một danh sách, sau đó những người này sẽ được phát một con số để đảm bảo rằng người đó đã vào cửa hàng. Trái ngược với những gì mà mọi người tưởng tượng, bên trong cửa hàng có rất ít mặt hàng được bày bán, chủ yếu là các quầy kệ đều trống không. Một người cho biết dòng người đã bắt đầu xếp hàng từ hôm Chủ nhật. Tôi vừa mới đến thì đã nghe nói họ xếp hàng từ hôm Chủ nhật, phải có đến 6 tờ giấy ghi tên những người đến xếp hàng, nhưng khách hàng không được nói rõ rằng họ có thể mua gì. Daca cũng không có đủ thiết bị để bán cho chúng tôi. Venezuela đã phải gồng mình gánh chịu áp lực của lạm phát. Trước đó, chính phủ của ông Maduro đã lên tiếng cáo buộc phe đối lập cùng các lãnh đạo trong giới doanh nhân đã cùng nhau phát động một cuộc chiến tranh kinh tế nhằm nâng giá tiêu dùng và tạo ra tình trạng khan hiếm hàng hóa. Nhiều ý kiến cho rằng tỷ lệ lạm phát 63% của Venezuela cùng với nền kinh tế tăng trưởng chậm và tình trạng thiếu lương thực dai dẳng chính là bằng chứng cho thấy sự thất bại của mô hình và kinh tế xã hội chủ nghĩa của Tổng thống Hugo Chavez. Để xoa dịu người dân, Tổng thống Venezuela tuyên bố tăng lương hồi đầu tháng này. Mức lương tối thiểu sẽ được tăng lên 15% nhằm bảo vệ Venezuela khỏi lạm phát hàng năm đang ở mức 63,4%. Tổng thống cho biết mức tăng lương tối thiểu sẽ được áp dụng vào tháng 12 năm nay. Mức lương tối thiểu tăng 15% sẽ được áp dụng vào ngày 1 tháng 12, bắt đầu từ ngày mai. Chúng tôi sẽ bỏ tiền vào ngân hàng trung ương và bắt đầu từ tháng 12, mọi người sẽ nhận được mức lương mới. Tôi cũng yêu cầu tăng lương cho công việc hành chính công. Quyết định này sẽ có hiệu lực ngay lập tức đối với những người làm việc cho chính quyền. Mức tăng lương 15% sẽ nâng mức lương tối thiểu của Venezuela lên gần 4.900 bolivar, tương đương 800 đô la Mỹ. Theo những dữ liệu mới nhất của ngân hàng trung ương, tỷ lệ lạm phát hàng năm của Venezuela đang ở mức 63,4%. Giá tiêu dùng tăng 3,9% trong tháng. Ngày 22 tháng 11 vừa qua, thị trưởng thành phố Los Angeles đã có mặt ở Bắc Kinh để cùng với đại diện ngân hàng ICBC, ngân hàng lớn nhất thế giới về mặt tài sản, ký kết một thỏa thuận thành lập trung tâm thanh toán trực tiếp đồng nhân dân tệ đặt tại Los Angeles. Nếu xét về số lượng du khách, nhà đầu tư, du học sinh và cư dân Trung Quốc sống trên đất Mỹ, thì Los Angeles là thành phố hàng đầu. Một nửa kim ngạch giao thương giữa Mỹ và Trung Quốc được xúc tiến thông qua ngõ Los Angeles. Vì vậy, việc thúc đẩy quan hệ với ngân hàng ICBC, một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới, sẽ làm tăng dòng vốn luân chuyển giữa hai nước. Số liệu thống kê cho thấy lượng tiền bằng đồng nhân tệ giao dịch tại các chi nhánh nước ngoài của ICBC lên tới 1,7 ngàn tỷ nhân dân tệ trong nửa đầu năm 2014. Hiện ICBC đã có 13 chi nhánh tại Mỹ. Los Angeles là thành phố hết sức quan trọng, là một trong những lựa chọn hàng đầu của chúng tôi khi tìm kiếm nơi để đặt trung tâm thanh toán nhân dân tệ trực tiếp. Hiện đồng nhân dân tệ đã vượt mặt euro trở thành loại tiền tệ quan trọng thứ hai trên thế giới, chiếm gần 9% tổng lượng giao dịch trên thị trường tiền tệ năm ngoái. Vừa rồi là phần 2 của bản tin thế giới, tiếp theo sau sẽ là phần cuối cùng với những nội dung chính. Chứng khoán thế giới tiếp tục diễn biến lình xình. Mỹ cảnh báo người dân làm bếp cẩn thận trước thềm lễ tạ ơn.